Chào buổi sáng cả nhà. Thì hôm nay Úc Bu đang sẽ quay chia sẻ cho cả nhà về quá trình phát triển và sinh trưởng của ốc tiếp theo sau giai đoạn mình ấp trứng ha. Hôm nay buổi sáng nước lớn vô chỗ Úc Bu đang rất là mát nước, ốc nó lên rất là nhiều, và nó thả thuyền cũng một số con nó thả thuyền, lớn thì nó thả thuyền trôi ha. Nó trôi theo dòng nước và nó đi kiếm ăn, tại vì hiện tại ao ốc bươu đen đang hết bèo. Chiều nay ốc bươu đen mới đem vớt ba bèo cám vào lại, còn bèo tai tượng thì nó leo lên nó ăn te tua lơ tả luôn. Thì cả nhà thấy mấy cái đen đen hay dưới này ha, hay nè, mấy cái này hạt tiêu tiêu này là ốc mình ấp nở hôm bữa đó. Đây cả nhà thấy không, như là ốc bươu đen không ha đó. Ốc mình ấp nở hôm bữa nay nó ra nó đeo bám vậy đó, nó đeo bám trên cái lá. Để ốc bươu đen quay sát xuống cho bà con coi ha. Chào cả nhà, thì đây ốc bươu đen hôm bữa ốc bươu đen có nuôi thêm cái ốc lát thái ha, này xả lúa rồi, nhưng bữa giờ đen nuôi được 3 tuần rồi, hết cũng hết thức ăn rồi. Chiều nay cung cấp bèo cho nó ăn, nó lớn cũng không đồng đều cả nhà. Nó con bự chẳng này không, con nhỏ này không, nhỏ xíu rồi không đó, này được 3 tuần tuổi rồi, nay hết hết thức ăn rồi. Đa phần là hiện tại là ốc bươu đen hết cái nguồn bèo để cho ăn, chiều nay ốc bươu đen mới lấy gì à? Do ốc bươu đen đi làm á nên cũng không có thời gian để đi vớt bèo hay vớt cái thức ăn. Mấy cái hộp này là cái cả nhà, hộp tràm thì ốc bươu đen cho ăn chủ yếu là, một là bèo tai tượng này nè, bèo tai tượng lá nhỏ mềm, cái thứ hai là bèo cám, và rảnh rỗi thì ở đây ốc bươu đen có trồng ổi nè đó, ở nhà thấy không đó, thì cũng quăng xuống cho nó ăn được luôn, quăng xuống cho ăn được luôn. Còn đây là ruộng nhà ốc bươu đen ha, thì năm sau qua Tết, sau Tết ốc bươu đen sẽ thả ốc lên trực tiếp lên ruộng này luôn, không làm lúa nữa. Mong cả nhà ủng hộ ốc bươu đen nhiều hơn để phát triển hơn cái kênh ốc bươu đen và cũng như ngành ốc ha, để ốc bươu đen mở rộng diện tích. Thì nhờ cả nhà đó mà ốc bươu đen phát triển tới ngày hôm nay ha. Đây nè, nước bọng nè, để mình đưa lên ruộng á thì ốc bươu đen cũng bí lại rồi, tại vì ốc bươu đen sáng nó gom về đây nè, nước lớn nó gom về đây nhiều lắm cả nhà. Do vậy ốc bươu đen phải làm bọng kỹ càng á nữa nó lên ruộng. Năm sau thì khỏi, năm sau thì ốc bươu đen thả lên ruộng luôn đó. Thì ốc bươu đen cũng có ươm con giống cho chuẩn bị giao cho số khách nữa nè, thì nhờ bà con ủng hộ, xa gần ủng hộ á, chỗ đen có giao con giống với trứng luôn đó. Thấy không, đây là cái con giống nè, xa quá bu đen dễ không tới. Con giống này được 1 tuần tuổi rồi nè, nay có bèo gì nữa là bu đen thả vô và 1 tuần sau là giao cho khách được rồi á đó. Đó không cả nhà, trên đó nó rất là nhiều á đen. Thì trong cái dèo dưỡng này đang bu đen đang dưỡng là 30.000 con, 30.000 con. Nó hết bèo rồi, nó đa phần nó gom về cái bèo tai tượng để nó đeo bám không à, nó ít ở cái thời gian ở dưới nước đó, dưới đáy cả nhà là ít lắm, đa phần là ở trên mặt nước không đó. Còn cái chỗ ấp đó của ốc bươu đen đó, đó ốc bươu đen ấp trực tiếp dưới này luôn ha, trực tiếp với heo luôn. Cả nhà thấy thì hiện tại ốc bươu đen đang phát triển cái con ốc này để sau Tết, sau Tết ốc bươu đen sẽ cung cấp nguồn giống khắp đất nước của mình. Thì đa phần là ở miền Tây mình thì không cần phải trú đông nên ốc bươu đen nuôi được có năm, mà chỉ có thời tiết lạnh quá thì nó hơi hơi chậm lớn xíu, chậm lớn xíu thì khoảng chừng trong vòng nửa tháng, tháng gì tháng 10 đầu cuối tháng 12 á là ngay Tết nguyên đáng của mình á,
thì nó hơi lạnh nên con ốc nó chậm lớn ha, không lớn cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà đã quan tâm và đồng hành cùng kênh Ốc U Lan trong suốt thời gian qua. Thì nếu cả nhà thấy kênh hay, chia sẻ cho nhiều người tham gia, và Ốc U Lan sẽ luôn trao đổi với cả nhà về vấn đề nuôi ốc U Lan. Mọi nhu cầu bà con có thể liên hệ thông tin bên dưới video ha. Ốc U Lan có để lại số điện thoại cho bà con mình tham khảo. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà một ngày nghỉ thật vui vẻ bên gia đình và người thân.